thưa các quý khán giả để bắt đầu cái buổi giao lưu truyền thông giáo dục sức khỏe ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta đi vào phần giao lưu cũng như là trả lời một số câu hỏi của các quý khán giả thì chúng tôi xin phép được chia sẻ một bài giới thiệu về bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch những điểm mà chúng ta cần biết các nội dung mà chúng tôi xin phép được trình bày với các quý khán giả trong ngày hôm nay bao gồm thứ nhất chúng tôi muốn giới thiệu về sự thay đổi của mô hình bệnh tật ở Việt Nam hiện nay Điểm thứ hai là chúng tôi muốn nhấn mạnh bệnh tim mạch chính là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Điểm thứ ba chúng tôi muốn nói tập trung về bệnh tăng huyết áp như là một bệnh lý hoặc là một yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất. Điểm thứ tư thì chúng tôi muốn nhấn mạnh bệnh tim mạch hoàn toàn chúng ta có thể phát hiện sớm được và cuối cùng bệnh tim mạch cũng có thể dự phòng và điều trị được. Đi vào những cái phần cụ thể của bài trình bày thì thứ nhất chúng tôi xin giới thiệu với các quý khán giả về cái sự thay đổi của mô hình bệnh tật tại Việt Nam các quý khán giả cũng đã biết nếu như mà cách đây khoảng độ 30 năm hơn 30 năm khi mà đất nước chúng ta còn rất nhiều khó khăn thì mô hình bệnh tật ở Việt ở Việt Nam lúc đấy chủ yếu là những cái bệnh lý lây nhiễm, bệnh lý truyền nhiễm như là lao phổi, như là những cái nhiễm trùng như là viêm phổi, viêm não màng não. Thế tuy nhiên theo thời gian khi mà kinh tế xã hội của nước ta có nhiều cái sự phát triển thì mô hình bệnh tật của Việt Nam cũng đang chuyển dần sang giống như của các quốc gia phát triển, trong đó thì nổi bật lên là vai trò của các bệnh lý không lây nhiễm và hiện tại thì theo ước tính của Bộ Y tế cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh không lây nhiễm đã là nguyên nhân gây tử vong của 73% số trường hợp tại Việt Nam. Vậy bệnh không lây nhiễm là những bệnh như thế nào? Bệnh không lây nhiễm gồm những bệnh như là bệnh tim mạch, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và các bệnh lý liên quan đến rối loạn sức khỏe tâm thần. Các quý đồng nghiệp mà có thể thấy là bây giờ trong cái cuộc sống hiện đại như thế này khi mà lối sống của chúng ta thay đổi, chúng ta có cuộc sống đầy đủ hơn, chế độ dinh dưỡng tốt hơn, nhưng đồng thời thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái nhiều những cái vấn đề căng thẳng hơn trong cuộc sống. Chế độ ăn của chúng ta bây giờ cũng có thể có thể thừa đạm nhiều hơn, chính vì vậy mà sẽ gia tăng những cái như là thừa cân béo phì, sẽ gia tăng những cái rối loạn stress, rối loạn lo âu trong cuộc sống và sau đó là những cái bệnh lý như là tim mạch, tiểu đường và ung thư, đó chính là những cái bệnh lý không lây nhiễm. Thì qua cái lược đồ mà chúng tôi chia sẻ trên màn hình thì các quý khán giả có thể thấy là bệnh không lây nhiễm bây giờ đang chiếm tỷ chiếm đa số trong cái mô hình bệnh tật tại Việt Nam cũng giống như các quốc gia phát triển à, thứ hai là về bệnh tim mạch thì bệnh tim mạch thì các quý đồng nghiệp cũng biết rồi bệnh tim mạch là các rối loạn của tim và mạch máu và nó cũng bao gồm có rất nhiều những cái bệnh lý khác nhau như là bệnh lý động mạch vành là cái hệ thống động mạch cấp máu cho quả tim và nó thể gây ra những cái biến chứng rất là nặng nề như là nhồi máu cơ tim hay là thiếu máu cơ tim như chúng ta vẫn thường nói với nhau à, thứ hai là các bệnh lý liên quan đến mạch máu não thì chúng ta cũng đã uh, thường gọi là đột quỵ thì có thể là bị đột quỵ chảy máu não hay là đột quỵ tắc mạch não. Uh, bệnh tim mạch phổ biến thứ ba đó là bệnh tăng huyết áp. Ngoài ra thì chúng ta có thể gặp một số những cái bệnh lý tim mạch khác như là bệnh động mạch ngoại biên, chúng ta có thể bị hẹp các cái động mạch ở chi gây ra triệu chứng đau chân khi mà chúng ta đi lại nhiều hoặc là các bệnh lý thấp tim thường hay ảnh hưởng đến uh, trước đây khi mà cái điều kiện sống ở Việt Nam vẫn còn uh, tương đối khó khăn, các bệnh lý tim bẩm sinh vẫn gặp ở những cái trẻ nhỏ. À, sinh ra đã có những cái lỗ thông những cái luồng thông bất thường ở trong tim và cuối cùng là suy tim như là hậu quả của tất cả các bệnh lý tại tim và không phải tim thì đều có thể gây ra biến chứng cuối cùng của nó là bệnh suy tim. À, về những con số của bệnh tim mạch thì đây là dữ liệu mà được đăng trên cái website của tổ chức y tế thế giới à, và đây là những cái số liệu chính thức của do tổ chức y tế thế giới phối hợp với bộ y tế Việt Nam đã tiến hành những cái đánh giá và điều tra trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì các quý đồng nghiệp các quý khán giả có thể thấy rằng là bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu và ước tính hàng năm thì có khoảng 17,9 triệu người tử vong trên toàn thế giới do bệnh tim mạch và trong đó 85% là do đau tim và đột quỵ. Thế để nói về cái con số 17,9 triệu người này thì các quý khán giả có thể biết là trong suốt gần 3 năm vừa qua thì cả thế giới đã phải đương đầu với đại dịch Covid-19. Thế tuy nhiên là dù là là một dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính vô cùng nguy hiểm, thế nhưng mà theo những cái dữ liệu thống kê chính, chính thức cho đến nay thì từ trong khoảng gần 3 năm trở lại đây bệnh Covid-19 đã gây tử vong cho khoảng gần 7 triệu người trên toàn thế giới, trong khi đó chỉ riêng bệnh tim mạch một năm đã có thể cướp đi sinh mạng của 17,9 triệu người để quý các quý khán giả có thể thấy rằng là chúng ta phải đối phó những, với những cái dịch bệnh mới nổi nhưng mà có những cái bệnh lý nó tiến triển một cách âm thầm và nó vẫn có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân của chúng ta chính vì vậy mà chúng ta cần phải quan tâm đến những cái bệnh lý như là bệnh lý tim mạch và một cái điều đáng chú ý nữa đó là hơn 3 phần tư số trường hợp tử vong do bệnh tim mạch thì lại tập trung ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam thì các quý đồng nghiệp có thể thấy rằng là với những cái quốc gia có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam thì gánh nặng à, bệnh không lây nhiễm cũng như là bệnh nói chung và bệnh tim mạch nói riêng đang ngày càng gia tăng, trong khi cái hệ thống y tế của chúng ta thì dù là đã rất là tốt so với cái sự cái trình độ phát triển kinh tế xã hội như là các lãnh đạo của chúng ta đã chia sẻ. Tuy nhiên nó vẫn làm cái gánh nặng rất là lớn. Chúng ta sẽ phải có những cái nguồn lực rất là khổng lồ, một hệ thống cơ sở y tế, hệ thống nhân lực để làm sao có thể chăm sóc và điều trị tốt cho những cái người à, dân mà bị mắc bệnh tim mạch thì đấy là một cái gánh nặng rất là lớn và theo các con số tại Việt Nam thì bệnh tim mạch chịu trách nhiệm cho khoảng 31% tổng số ca tử vong trong năm 2016, tương đương với hơn 170.000 ca tử vong. Và con số này thì nhiều hơn các bệnh lý khác như là bệnh lý ung thư hoặc là những cái vấn đề xã hội như là tai nạn giao thông vậy thì đâu là các yếu tố nguy cơ tim mạch thì sau đây chúng tôi sẽ xin phép chia sẻ một cái slide để các quý khán giả có thể hiểu được là thực ra các quý khán giả có thể đã từng đi khám chuyên khoa tim mạch vì các cái biểu hiện như là tức ngực khó thở hoặc là hồi hộp thế nhưng mà rất rất ít người mà tự nhiên mắc các bệnh lý tim mạch chúng ta đều có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch chỉ có điều là chúng ta có biết về những yếu tố nguy cơ đó hay không mà thôi thì chúng tôi xin phép được chia sẻ với các quý khán giả về những yếu tố nguy cơ tim mạch trong đó có những yếu tố nguy cơ không thay đổi được, đó là nam giới từ 55 tuổi trở lên, nữ giới từ 65 tuổi trở lên. Như vậy nếu quý khán giả của chúng ta là nam giới mà bắt đầu bước sang tuổi 56 thì quý khán giả đã có một yếu tố nguy cơ tim mạch không thể thay đổi được, bởi vì mỗi năm chúng ta sẽ thêm một tuổi và điều đó thì chắc chắn là không thể thay đổi được. Thì một cái yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được nữa đó là tiền sử gia đình nếu mà trong gia đình của chúng ta là những người thân trực hệ bao gồm có bố, mẹ đẻ, anh chị em ruột, có người mắc bệnh tim mạch ở độ tuổi trẻ, tức là với nam giới là dưới 55 tuổi và nữ giới dưới 65 tuổi thì đấy là một yếu tố nguy cơ không thay đổi được đối với chúng ta bởi vì không ai có thể lựa chọn được gia đình, không ai có thể lựa chọn được bố mẹ hoặc anh chị em ruột được, đúng không ạ? Về tuy nhiên là bên cạnh những yếu tố nguy cơ mà không thay đổi được thì chúng ta có rất nhiều những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được. À, chúng tôi xin phép được chia làm hai nhóm, thứ nhất là những yếu tố nguy cơ liên quan đến vấn đề về thể trạng lối sống và hành vi ví dụ như vấn đề hút thuốc hút thuốc thì dù thuốc lá hay thuốc lào thì chúng tôi với kinh nghiệm của các thầy thuốc chuyên khoa tim mạch thì chúng tôi xin phép được nhấn mạnh với các quý khán giả đây là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất gây ra các bệnh lý về tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim yếu tố nguy cơ thứ hai là thừa cân và béo phì Đấy thì chúng ta có thể tính một cách rất đơn giản thôi các quý khán giả có thể lấy cân nặng của mình tính bằng kg, chia cho bình phương chiều cao, tức là mét vuông, chúng ta sẽ ra một cái gọi là chỉ số khối cơ thể. Và đối với người châu Á, Thái Bình Dương nói chung và người Việt Nam nói riêng, thì nếu như mà cái chỉ số khối cơ thể, cơ thể của các quý khán giả mà trên 23 thì đã được xếp vào cái diện thừa cân và nếu mà trên 27 thì đã được xếp vào diện béo phì và đây là một yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập chúng tôi cũng xin nhấn mạnh điều đó bởi vì nhiều quý khán giả nghĩ rằng là chúng ta thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ bị mỡ máu nhưng mà thực ra rối loạn lipid máu hay là bị mỡ máu là một yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập có những người không hề thừa cân béo phì nhưng mà xét nghiệm thì cái mỡ máu vẫn rất là cao ngược lại có những người là mỡ máu rất là cao nhưng mà cân nặng thì hoàn toàn bình thường Thế thì đấy là hai yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập à, một cái thể một cái thể béo phì nữa mà chúng ta cần quan tâm đó là béo bụng tức là chúng ta đo cái vòng bụng này. thì à, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch khi mà chúng tôi khi mà đi truyền thông với người dân thì vẫn có một câu nói đùa là à, vòng bụng càng to thì vòng đời càng bé bởi vì béo bụng cũng là một yếu tố nguy cơ tim mạch của chúng ta đối với nam giới là trên 90 cm và nữ giới là dưới à, trên 80 cm một điểm nữa mà chúng ta cũng sẽ ngày càng gặp phải trong cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ giảm cái các hoạt động vận động thể lực bởi vì có thể hàng ngày khi mà chúng ta đi làm việc về chúng ta đã rất là mệt mỏi, đã rất là căng thẳng rồi và chúng ta quên đi những cái hoạt động vận động thể lực vốn cần thiết với cái mức độ vận động khoảng 30 đến 60 phút hàng ngày. Đấy là cái vận động thể lực lý tưởng để có thể đảm bảo cho sức khỏe tim mạch rồi những cái stress trong cuộc sống cũng là một cái yếu tố nguy cơ tim mạch và điều đó sẽ ngày càng gia tăng trong cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay. Tuy nhiên là chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa là những cái vấn các yếu tố nguy cơ liên quan đến thể trạng, lối sống và hành vi này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi khi mà chúng ta uh, hiểu về nó, chúng ta nhận thức được về nó và chúng ta lên kế hoạch để thay đổi cho chính bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta các yếu tố nguy cơ thay đổi được thứ hai chúng tôi xếp vào cái nhóm các cái bệnh lý như là tăng huyết áp đái tháo đường hay rối loạn lipid máu thì những cái bệnh lý này chúng ta cần được tầm soát và phát hiện sớm và sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận với bác sĩ và nhân viên y tế để có một cái kế hoạch điều trị đúng đắn thì chúng tôi sẽ xin phép chia sẻ sau như chúng tôi đã nói là thực ra rất ít người tự nhiên bị đau tim và đột quỵ và đây là chính là những cái yếu tố nguy cơ chúng tôi được minh họa thông qua cái phần trình bày ở trên qua những cái hình ảnh để chúng ta có thể thấy được và để kết luận về các yếu tố nguy cơ này thì thế giới người ta đã tổng kết rằng là khoảng 70% số trường hợp bệnh tim mạch là được gây ra bởi các yếu tố nguy cơ mà hoàn toàn có thể thay đổi được những yếu tố nguy cơ liên quan đến chuyển hóa như là các bệnh như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu những yếu tố liên quan đến môi trường, liên quan đến hành vi như chúng tôi đã vừa mới chia sẻ với các quý khán giả ở slide trước à, Chúng tôi xin phép được nhấn mạnh một cái bệnh lý rất là đặc biệt trong, trong số các bệnh lý tim mạch đó là bệnh tăng huyết áp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tăng huyết áp chính là cái bệnh lý tim mạch quan trọng nhất và à, trên cái quan điểm về sức khỏe cộng đồng thì chúng tôi thấy rằng là tăng huyết áp không chỉ là một cái bệnh lý của chuyên khoa tim mạch mà tăng huyết áp còn là một vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Chúng tôi sẽ xin phép được chia sẻ những cái con số với các quý khán giả ở những slide tiếp theo. Vậy thì huyết áp là gì? Nếu mà quý vị biết về từ Hán Việt thì quý vị đều hiểu ạ. Huyết là máu, áp là áp lực ạ. Như vậy là huyết áp chính là áp lực của dòng máu trong hệ thống tuần hoàn của cơ thể và con số huyết áp thì các quý khán giả đều biết là nó sẽ có hai cái con số là con số huyết áp cao hay là huyết áp tâm thu và con số huyết áp thấp hay là con số huyết áp tâm trương. Vậy tăng huyết áp là gì? Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu từ 140 mm thủy ngân trở lên và hoặc huyết áp tâm trương từ 90 m thủy ngân trở lên hoặc là bệnh nhân đang uống thuốc điều trị tăng huyết áp. Vậy thì các quý khán giả có thể hỏi là tại sao lại là cái con số 140 trên 90 m thủy ngân này? bởi vì là những nghiên cứu lớn về dịch tễ học trên thế giới đã chỉ ra rằng là khi mà huyết áp từ 140 trên 90 m thủy ngân trở lên thì nguy cơ xuất hiện những biến chứng tim mạch như là đột quỵ hay nhồi máu cơ tim sẽ tăng cao hơn so với cái nhóm mà có huyết áp dưới 140 trên 90 m thủy ngân. Đây là một cái dữ liệu mới được công bố trên một cái tờ tạp chí rất là nổi tiếng vào năm 2016 Người ta cho biết là tăng huyết áp chính là một cái bệnh lý rất là phổ biến Thì các quý khán giả nhìn trên cái hình này các quý khán giả có thể thấy Là tỷ lệ mà người lớn bị tăng huyết áp trên thế giới sẽ khoảng tầm 30% Tức là cứ 10 người trưởng thành sẽ có 3 người bị tăng huyết áp Thế giới của chúng ta bây giờ đang có khoảng 7 tỷ người Và cái con số người bệnh mà tăng huyết áp ước tính trên thế giới hiện tại bây giờ là khoảng 1 tỷ 4 người Tức là một cái con số rất là lớn. Và à, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng là à, trong vòng 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 thì cái tỷ lệ tăng huyết áp này bây giờ cũng giống như là bệnh tim mạch thôi ạ. Là tập trung đến 3 phần tư số bệnh nhân tăng huyết áp và nằm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam. Và thứ hai nữa là trong vòng 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 thì nếu như mà ở các cái nước có thu nhập cao như là các uh, Hoa Kỳ hay là các nước Châu Âu thì uh, số bệnh nhân tăng huyết áp đang có xu hướng giảm xuống khoảng 2,6% thì ngược lại ở các nước có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam thì cái số bệnh nhân bị tăng huyết áp đang có xu hướng gia tăng uh, tăng thêm khoảng 7,7% thì đấy cũng là một cái con số rất là đáng ngại và đây là cái con số về tỷ lệ mắc tăng huyết áp tại Việt Nam thông qua những cái điều tra dịch tễ học từ những năm 60 của thế kỷ 20, tức là đã cách đây đã khoảng hơn nửa thế kỷ, thời mà chúng ta vẫn còn đang thực hiện cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và sau đó thì đến năm 92, là cái giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới và sau đó thì dự án uh, phòng chống tăng huyết áp quốc gia hay bây giờ là dự án phòng chống bệnh tim mạch uh, của viện tim mạch Việt Nam bệnh viện Bạch Mai chúng tôi đã đi tiến hành điều tra dịch tễ học uh, đại diện ở các cái tỉnh thành trong cả nước cái vùng uh, địa dư trong cả nước và thấy là cái con số tỷ lệ mắc tăng huyết áp đang ngày càng tăng nếu như năm 1960 mới có khoảng 1% người uh, trưởng thành ở miền Bắc Việt Nam bị tăng huyết áp thì đến năm 2002 cái con số này ở cái đối tượng người Việt Nam trưởng thành từ 25 đến 64 tuổi đã lên đến 16,9% và đến năm 2008 thì đối với người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên con số này đã lên đến 25,1% tức là người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên cứ 4 người sẽ có một người bị bệnh tăng huyết áp một con số rất là lớn đúng không ạ và tăng huyết áp cho đến nay vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong tất cả các yếu tố nguy cơ về tim mạch cũng như là các yếu tố nguy cơ khác và ước tính là tăng huyết áp là nguyên nhân gây ra khoảng 9,4 triệu trường hợp tử vong mỗi năm trên toàn thế giới đây là một con số rất là lớn đúng không ạ nó vượt xa những con số tử vong do bệnh covid 19 mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với các quý khán giả một điểm rất là nguy hiểm và cũng là một điểm mà chúng tôi cần phải nhấn mạnh với các quý khán giả đó là thế giới đã thống nhất gọi tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng Tại sao lại là kẻ giết người thầm lặng? Bởi vì tăng huyết áp thường không có biểu hiện gì đâu ạ. Các quý khán giả đừng đợi đến lúc mà chúng ta bị chảy máu mũi, đừng đợi đến lúc mà chúng ta bị đau đầu chóng mặt, đừng đợi đến lúc mà chúng ta bị hồi hộp tức ngực, chúng ta mới nghĩ đến tăng huyết áp. Bởi vì đa phần bệnh nhân tăng huyết áp sẽ không có triệu chứng và đôi khi triệu chứng của tăng huyết áp lại chính là biến chứng. Nhiều người bệnh đến với trung tâm đột quỵ của bệnh viện Bạch Mai với bệnh cảnh của đột quỵ nạo cấp thì lúc đấy mới đo huyết áp mới phát hiện ra là huyết áp rất cao lên đến hơn 200 mm thủy ngân hoặc là nhiều trường hợp mà nhồi máu cơ tim vào viện rồi chúng tôi đo cấp cứu cho người bệnh đo thì huyết áp có thể lên đến 170 180 mm thủy ngân và mọi người thì đều có thể bị tăng huyết áp chứ tăng huyết áp không tăng huyết áp thường gặp hơn ở đối tượng người có tuổi thế tuy nhiên ngay cả ở người trẻ chúng tôi cũng thấy là cái tỷ lệ mắc tăng huyết áp ngày càng tăng lên rồi ở phụ nữ có thai rồi thậm chí là có những cháu nhỏ mới khoảng 17 18 tuổi hoặc là thậm chí nhỏ hơn tuổi hơn nữa vẫn có thể tăng huyết áp chính vì vậy mà chúng ta cần phải eh, nói với nhau rằng tăng huyết áp chính là một kẻ sinh người thầm lặng và để mà chuẩn đoán được bệnh tăng huyết áp thì không có cách nào khác chúng ta cần phải đo huyết áp Tăng huyết áp là kẻ riêng người số 1 Bởi vì tăng huyết áp lại có gây ra rất nhiều biến chứng à, Thuật ngữ chuyên môn thì chúng tôi gọi là Gây ra những cái tổn thương cơ quan đích Vậy những cái tổn thương cơ quan đích của tăng huyết áp Nó gồm có những cái gì ạ Thế Thứ nhất là tim ạ thì tim thì gây ra tình trạng là phì đại cơ tim rồi suy tim, rồi sau đó thì ảnh hưởng đến thận tăng huyết áp lâu ngày mà chúng ta không điều trị tốt sẽ gây ra các cái bệnh lý thận mạng tính rồi suy thận. Tăng huyết áp có thể gây ra những cái biểu hiện đột quỵ có thể là tắc mạch máu não hoặc là chảy máu não. Tăng huyết áp có thể gây ra bệnh võng mạc của tăng huyết áp và sẽ gây ra suy giảm thị lực và cuối cùng thậm chí có thể gây mù. Tăng huyết áp sẽ ảnh hưởng đến các mạch máu ngoại biên gây ra sơ vữa động mạch và gây ra phình tách các cái động mạch chủ hoặc là hẹp tắc các cái động mạch ngoại biên như là hệ động mạch cảnh cấp máu cho não rồi hệ động mạch chi dưới cấp máu cho chân à, điểm một điểm mà chúng tôi xin phép được chia sẻ và nhấn mạnh với các quý khán giả đó là bệnh tim mạch thì rất là phổ biến à, biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng và có thể gây ra những cái biến chứng nặng nề thậm chí là gây ra tử vong hàng đầu thế tuy nhiên là bệnh tim mạch của chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện được đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi xin phép được chia sẻ với cái quý đồng nghiệp à, quý các quý khán giả để làm sao chúng ta có thể phát hiện được sớm bệnh tim mạch một cái đơn giản thôi ạ nếu như mà chúng ta có trẻ nhỏ ở nhà thì các cháu khi mà sinh ra thì sẽ được các bác sĩ sơ sinh tiến hành nghe tim để phát hiện ra những cái tiếng tim bất thường. Từ đó có thể phát hiện ra những cái tim bẩm sinh vốn có tỷ lệ khoảng tầm hơn 10.000 trường hợp mỗi năm sinh ra ở Việt Nam là có bệnh lý tim bẩm sinh. Rồi chúng ta với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là kinh tế xã hội thì bây giờ rất nhiều những cơ sở y tế đã có thể đầu tư những cái trang thiết bị, những cái máy móc hiện đại như là máy siêu âm tim và bác sĩ được đào tạo thì chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành siêu tim cho từ cháu nhỏ cho đến người già để chúng ta chuẩn đoán sớm và đối với những cái bệnh lý phổ biến như là bệnh tăng huyết áp thì thông qua một cái hoạt động rất là đơn giản thôi là chúng ta sẽ đo huyết áp để kiểm tra huyết áp và chúng ta có thể phát hiện được tăng huyết áp rồi những cái xét nghiệm rất là thông thường đây là cái xét nghiệm điện tâm đồ các quý khán giả sẽ đến một cái cơ sở y tế nằm trên một cái giường và sau đó thì được nhân viên y tế mắc cái điện cực ở trên ngực trên cổ chân cổ tay và sau đó sẽ làm cái dấu một cái xét nghiệm rất cơ bản là điện tâm đồ à, xét nghiệm điện tâm đồ này rất rẻ các quý khán giả nếu mà có bảo hiểm y tế thì chỉ mất khoảng tầm hơn 30 000 nghìn thôi là đã có thể làm được một cái điện tâm đồ này rồi và cái xét nghiệm điện tâm đồ này có thể chuẩn đoán rất nhiều bệnh có thể chuẩn đoán được các bệnh lý rối loạn nhịp tim nhịp tim nhanh nhịp tim chậm nhịp tim bị rối loạn chuẩn đoán được bệnh lý thiếu máu cơ tim chuẩn đoán được các bệnh lý gây ra các cái dày của các phì đại của các thành tim tim to là cũng có thể chuẩn đoán được một cái định hướng trên cái dấu hiệu điện tâm đồ. Và Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa nhấn mạnh rằng những người mắc bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tức là những cái người mà có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch như chúng tôi đã chia sẻ với các quý khán giả ấy, thì cần được phát hiện và quản lý sớm. Từ đó thì sẽ được tư vấn về các biện pháp điều trị cũng như giờ dùng thuốc. Thì đây là cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Đấy thì à, chúng tôi xin phép được chia sẻ à, khi mà chúng tôi đi làm các dự án ở à, các tuyến thì một cái khẩu hiệu mà bây giờ cái pano mà chúng tôi cũng in và sau đó thì treo ở những cái trạm y tế xã khi mà chúng ta làm đó là một cái khẩu hiệu à, của Tổ chức Y tế Thế giới chúng ta hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình và chúng tôi cũng rất là mong thông qua cái chương trình à, truyền thông này à, các quý khán giả khi theo dõi chương trình à, với bản thân mình cũng như là với những người thân của mình sẽ giúp lan tỏa cái thông điệp mà truyền thông mà chúng tôi muốn đưa đến các quý khán giả đó là hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình. Chúng ta bao nhiêu tuổi thì đa phần chúng ta đều nhớ hết ạ. À. Thế thì bây giờ chúng ta hãy à, tận dụng bất cứ một cơ hội nào đó để chúng ta kiểm tra cái huyết áp của mình và sau đó chúng ta hãy ghi nhớ cái con số huyết áp đó. Thế thì ở đây chúng tôi cũng xin phép là được giới thiệu một số cái loại máy đo huyết áp mà các quý khán giả có thể À, có ở nhà của mình đúng không ạ? Đấy, thế thì hai cái máy đo huyết áp dưới là máy đo huyết áp cơ hay máy đo huyết áp thủy ngân thì chủ yếu là các quý khán giả sẽ được tiếp xúc khi mà đến với một cái cơ sở y tế do nhân viên y tế thực hiện đúng không ạ? Ở nhà của chúng ta thì chúng ta hay dùng các cái máy đo huyết áp điện tử, có thể là loại cổ tay hoặc là loại ở cánh tay hay là ở bắp tay. Thế thì um, hội uh, tim mạch học Việt Nam thì khuyến cáo là các quý khán giả nên dùng cái loại đo huyết áp ở À, cánh tay hay là ở bắp tay, hơn là loại ở cổ tay bởi cái độ chính xác của nó tốt hơn ạ. Thế thì à, chúng tôi cũng được rất nhiều à, các người bệnh khi mà đến thăm khám tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam bệnh viện Bạch Mai à, chia sẻ là họ vẫn còn khá là băn khoăn về cái tính chính xác của máy đo huyết áp điện tử. Đấy, vì là đo thì nó là đồ, nó là máy điện tử mà thì các quý khán giả khi mà đo thì giữa thời điểm ban ngày à, buổi sáng buổi chiều hay buổi tối thì có thể có cho ra những cái con số khác nhau và thậm chí là nhiều bác mà còn cẩn thận test máy thì có thể đo sau đó thì để nguyên máy đấy xong rồi 5 phút nữa lại ấn để đo lại lần nữa thì đã thấy ra một cái con số khác rồi vậy thì như thế nào ạ thế thì chúng tôi xin phép được chia sẻ với các quý khán giả là cái máy đo huyết áp điện tử này là một cái công cụ rất là tuyệt vời để mà có thể à, giúp chúng ta biết được cái con số huyết áp nền của mình nếu quý khán giả đo ví dụ buổi sáng là 127 trên 85 mm thủy ngân. Buổi tối đo là 135 trên 83 mm thủy ngân chẳng hạn. Đấy, thì thì có thể giữa các lần đo nó có những cái con số nó hơi lệch một chút nhưng mà khi mà quý khán giả theo dõi cái con số huyết áp đấy một cách thường xuyên thì khi mà các quý khán giả cung cấp các cái số liệu đo đấy thông qua một cái quyển vở ly quý khán giả ghi cái con số theo, dõi huyết áp hàng ngày thì chúng tôi có thể biết được là cái con số huyết áp nền của quý khán giả nó dao động quanh quanh khoảng tầm 130 trên 85 mm thủy ngân và chúng trên cơ sở đó chúng tôi có thể có những cái biện pháp tư vấn điều trị thích hợp cho các quý khán giả à, cái đo huyết áp tự động này là một cái phương uh, uh, tiện rất là tuyệt vời nó có mấy cái ý nghĩa sau thứ nhất nó sẽ giúp khắc phục được một cái hiện tượng gọi là tăng huyết áp áo trắng trắng uh, năm ngoái thì khi mà các quý khán giả đi uh, tiêm phòng vaccine covid đúng không ạ chắc là cũng sẽ có không ít quý khán giả là sau khi mà đến trạm y tế, đến một cơ sở y tế để tiêm vaccine covid thì được nhân viên y tế mời về bởi hôm nay huyết áp của bác cao quá đo tận 170 trên 180 mà ngày xưa thì còn có một cái tờ gọi là bảng kiểm là những cái gọi là chỉ những cái mà tạm thời mà có thể phải tạm hoãn cái tiêm vaccine phòng covid ạ trong đó thì có cái cái mốc con số huyết áp là 160 nên là rất nhiều là bác sau khi mà đến trạm y tế xã xong thì phải về bởi vì không tiêm được thế thì đấy gọi là hiện tượng tăng huyết áp trắng trắng và cái tỷ lệ này theo những cái uh, khuyến cáo của châu Âu thì nó chiếm khoảng 9 đến 16%, tức là nếu mà cứ 10 bác mà đi đến cơ sở y tế hoặc tiếp xúc với nhân viên y tế sẽ có một đến hai bác bị cái hiện tượng tăng huyết áp vào trong trắng này. Đấy, thì nếu mà chúng tôi mà lại dựa vào cái con số mà đo huyết áp cho các bác ở uh, phòng khám, chúng tôi kê thuốc ấy thì vì là nói là con số huyết áp cao hơn con số huyết áp thực tế của các bác mà thì nếu mà các bác uống theo cái đơn đấy thì đôi khi là cũng có thể về nhà huyết áp nó bị hạ xuống thấp quá và các bác có thể bị mệt có thể bị chóng mặt nên chính vì vậy cái việc theo tự các bác theo dõi huyết áp tại nhà nó sẽ phản ánh chính xác cái con số huyết áp nền của các bác cái thứ hai là khi mà chúng ta đo huyết áp hàng ngày như vậy chúng ta sẽ có ý thức với cái cái bệnh cái tật của chúng ta và chúng ta sẽ làm giúp cái tăng cái tỷ lệ tuân thủ điều trị đấy là một cái điểm rất là tốt và trên cơ sở mà các huyết áp mà các quý khán giả tự theo dõi tại nhà thì bác sĩ cũng hoàn toàn có thể có những cái điều chỉnh phù hợp, có thể tăng liều hoặc giảm liều thuốc theo cái con số mà các quý khán giả theo dõi huyết áp tại nhà và đấy là những cái điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ về cái con số huyết về về các máy đo huyết áp điểm cuối cùng mà chúng tôi cũng xin phép được nhấn mạnh trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay đó là bệnh tim mạch của chúng ta thì hoàn toàn có thể dự phòng và điều trị được cái điều trị bệnh tim mạch thì nó sẽ gồm có nhiều các biện pháp À, các cái vấn đề liên quan à, điều trị về thay đổi lối sống hay là các điều trị không dùng thuốc thì cái điểm này chúng tôi sẽ xin phép được nhấn mạnh ở slide tiếp theo Đấy, cái điều trị thứ hai là vấn đề dùng thuốc và điều trị thứ ba là với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì chuyên ngành tim mạch à, nói chung và đặc biệt là chuyên ngành tim mạch tại Việt Nam cũng đã có những sự phát triển rất là mạnh mẽ trong vòng khoảng 30 năm trở lại đây và với cái cơ sở đầu ngành là viện tim mạch quốc gia Việt Nam bệnh viện Bạch Mai thì ở đây chúng tôi cũng đã triển khai được rất nhiều những cái kỹ thuật phẫu thuật can thiệp tim mạch kỹ thuật cao giống như các nước tiên tiến trên thế giới để có thể đảm bảo là điều trị tốt cho người bệnh tim mạch thì trên đây chúng tôi xin phép được chia sẻ một cái hình một cái ca can thiệp động mạch vành thường quy thực hiện tại viện tim mạch của bệnh viện tỉnh Bạch Mai thì chắc là trong các quý khán giả thì ngồi theo dõi chương trình cũng đã có rất nhiều bác có thể là bản thân đã được điều trị bằng kỹ thuật chụp động mạch vành và can thiệp động mạch vành qua da hoặc là có những người thân người quen đã được tiến hành những cái kỹ thuật này. Chúng ta sẽ thay vì phải mổ tim mở, mở ngực thì chúng tôi sẽ luồn một cái dây dẫn từ cổ tay hoặc là từ bẹn đi vào trong tận quả tim, đi vào trong tận cái mạch máu mà bị hẹp, sau đó chúng tôi dùng những cái dụng cụ kỹ thuật cao để tiến hành là sử trí những cái vị trí hẹp tắc đó, khôi phục lại cái dòng máu cấp máu cho quả tim, hoặc là chúng tôi có thể à, vá và sửa chữa những cái bệnh lý của các cái động mạch lớn như là động mạch chủ chẳng hạn. chúng tôi có thể đặt những cái stent hay là cái giá đỡ hay là cái ống ở trong lòng động mạch mà bị bệnh lý để có thể điều trị cho các à, quý khán giả thay vì là chúng ta phải tiến hành mổ mở như ngày xưa thì uh, chúng tôi xin phép được nhấn mạnh về vấn đề là dự phòng và điều trị bệnh tim mạch thông qua những cái điều chỉnh về thay đổi uh, lối sống Thế thì như chúng tôi đã chia sẻ với các quý đồng uh, quý khán giả là chúng ta có các yếu tố nguy cơ tim mạch trong đó thì đến 70% là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được Vậy thì nếu muốn ta muốn dự phòng và điều trị tốt bệnh tim mạch thì cách đơn giản nhất là chúng ta hãy thay đổi những cái yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được thế thì các quý khán giả hãy nhớ lại là chúng ta có những yếu tố nguy cơ thuộc về uh, thói quen lối sống hành vi chúng tôi xin lấy ví dụ như là hút thuốc, đấy. hút thuốc là một yếu tố nguy cơ tim mạch rất quan trọng và chúng tôi đặc biệt khuyến nghe khích khán giả là nếu quý khán giả nào mà còn hút thuốc, chúng ta hãy lên kế hoạch để có thể giảm dần cái việc hút thuốc và tiến tới ngừng hút thuốc. À, sẽ có một số khán giả cũng đã hoặc là bệnh người bệnh cũng đã than phiền với chúng tôi là à, hút thuốc nhiều quá khi mà không hút thuốc thì cảm thấy nó cứ thiếu thiếu một cái gì đấy cảm thấy nó bị bâng khuâng hoặc là khi mà ngừng hút thuốc ấy, sẽ có hiện tượng bị tăng cân và nhiều uh, quý khán giả thấy rằng là uh, rất là ngại khi mà cái hiện tượng tăng cân đó nên nhiều bác hút lại thế tuy nhiên chúng tôi xin nhân mạnh cái việc là cái lợi ích tuyệt đối của việc bỏ hút thuốc đối với sức khỏe uh, nói chung và sức khỏe bệnh tim mạch nói riêng để chúng ta có thể có đủ quyết tâm để tiến hành tiến hành bỏ hút thuốc một cái điểm nữa đó là các vấn đề chúng ta có thể thay đổi lối sống là chúng ta hãy tự cân bằng lại cái cái các cái hoạt động thường ngày của chúng ta à, tự thay đổi những cái nhận thức thói quen của chúng ta để làm sao chúng ta có thể tăng cường cái vận động thể lực chúng ta có thể giảm stress để về chế độ ăn uống thì chúng tôi sẽ xin phép được chia chia sẻ ở những cái slide sau một chút rồi vấn đề uống bia uống rượu nữa vậy thì tất cả những cái này là à, các cái yếu tố tim mạch mà có thể phòng ngừa được thì chúng ta có thể giải quyết được và từ đó thì chúng và cái chiến lược này thì cần được áp dụng một cái phẩm, trên phạm vi rộng rãi là trên quy mô toàn dân để có thể làm giảm được cái tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của bệnh tim mạch đây ạ à, thì đây chính là cái slide để các quý khán giả có thể thấy được là vấn tác dụng của vấn đề thay đổi lối sống trong dự phòng và điều trị tăng huyết áp nói riêng và bệnh tim mạch nói chung thì các quý khán giả có thể thấy là bằng một cái biện pháp rất đơn giản là chúng ta bằng cách nào đó chúng ta giảm cân nặng đi chúng ta duy trì cái chỉ số khối cơ thể À, à, trong cái ngưỡng lý tưởng thì chúng ta có thể đã giảm được cái mức huyết áp tâm thu rất là ấn tượng từ 5 đến 20 mm thủy ngân với mỗi 10 kg mà chúng ta giảm được. À, thì tuy nhiên thì cái vấn đề này thì đối với các bác mà có tuổi à, người Việt Nam thì chúng tôi thấy cũng chưa phải là một cái gánh nặng lớn lắm, nó khác với những cái người bệnh ở các quốc gia phát triển như là châu Âu hay Hoa Kỳ. Một cái chế độ ăn mà chúng tôi khuyến khích ở um, cho người bệnh tăng huyết áp cũng như là người bệnh tim mạch nói chung, nó có hai cái triệu ăn gọi là chế độ ăn DASH và chế độ ăn Địa Trung Hải thì các quý khán giả nếu mà bác nào quan tâm hơn thì sau đây có thể lên Google search về hai cái chế độ ăn này gọi là chế độ ăn DAS và chế độ ăn địa trung hải và người ta đã nghiên cứu và người ta thấy rằng là với chế độ ăn DAS thì sẽ giúp làm giảm được huyết áp tâm thu là 8 đến 14 mm thủy ngân thì chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thế này thôi ạ nếu mà bây giờ huyết áp của các bác đang là khoảng tầm 140 đến 145 mm thủy ngân trở lên thì thực ra theo cái quan điểm điều trị mới thì với cái mức huyết áp như vậy là chúng ta có thể bắt đầu dùng thuốc điều trị tăng huyết áp rồi nhưng mà nhiều bác thì vẫn còn ngần ngại trong cái chuyện là chưa muốn uống thuốc tôi 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 thấy ổn mà và tôi cũng cái tâm lý mà phải uống thuốc tăng huyết áp lâu dài ấy, thì chúng tôi cảm thấy nó chưa thoải mái lắm thế thì nếu mà các bác mà có thể điều chỉnh lại cái chế độ ăn như chế độ ăn DAS này thì sau đó theo dõi thêm khoảng tầm một vài tháng ấy, mà huyết áp có thể hạ xuống dưới 140 trăm bốn thì ngân như vậy là chúng ta có thể yên tâm là chúng ta tiếp tục theo dõi huyết áp và chúng ta có thể chưa cần dùng thuốc chế độ ăn đó là một chế độ ăn mà nhiều rau xanh hoa quả tươi, các sản phẩm bơ sữa ít béo, giảm các mỡ bão hòa. Chúng ta thay vì ngày xưa chúng ta hay à, mua cái mỡ lợn về chúng ta rán có cái tóp mỡ ấy, xong rồi chúng ta mới lấy cái mỡ động vật đấy chúng ta nấu nướng thì bây giờ chúng ta nên chuyển sang những cái dầu thực vật, những cái dầu đậu nành mà tốt cho sức khỏe tim mạch hơn là chúng ta dùng các mỡ động vật. Đấy, thì và một cái chế độ ăn những cái thực phẩm mà chúng ta rất là nên dùng, ví dụ như chúng ta nên ăn nhiều cá, hạn chế bớt thịt đỏ. À, ăn nhiều các cái rau xanh, ăn nấm, đó là những cái đạm thực vật không gây ra sơ vữa động mạch. Đấy thì đấy là những cái chế độ ăn mà có thể góp phần làm dự phòng và điều trị tăng huyết áp cũng như là bệnh tim mạch. Một cái điểm mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là chúng ta cần phải ăn nhạt hơn bởi vì theo cái điều tra của tổ chức y tế thế giới thì nếu mà cái mức lượng muối mà sử dụng hàng ngày được khuyến cáo cho mỗi người dân là khoảng 5g một ngày thì người Việt Nam đang ăn mỗi ngày là khoảng 9,4 gam muối tức là gần gấp đôi so với cái ngưỡng được khuyến cáo và khi mà chúng ta ăn mặn như vậy thì sẽ khiến cho là tích muối và tích nước khiến cho huyết áp tăng lên và thứ hai nó sẽ là gây ra sơ vữa động mạch chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hiện một cái chế độ ăn giảm muối thì rất nhiều những bác đặc biệt là những bác nam ấy thì chúng tôi thấy là vẫn có cái thói quen ăn khá là mặn chấm nhiều nước mắm hoặc là khi mà ăn sáng ăn phở thì phải cho thêm là hoặc là nước mắm hoặc cho thêm gia vị vào bát phở để ăn thì như vậy là chúng ta đang ăn mặn quá. Và khi mà chúng ta thực hiện chế độ ăn giảm muối là chúng ta có thể làm giảm được đến 2 đến 8 mm huyết áp tâm thu đấy à, tiếp theo nữa là vận động thể lực thì như chúng tôi đã chia sẻ là chúng ta nên có những cái bài tập thể lực thường xuyên và ít nhất là 30 phút một ngày ở phần lớn các ngày trong tuần. Bởi nếu mà chúng ta tập ít quá mới tập khoảng 15 phút thôi ấy, thì chúng ta sẽ chưa huy động đến những cái thành phần năng lượng dự trữ trong cơ thể nhưng chúng ta cần phải có một cái bài tập ít nhất là 30 đến 60 phút và cố gắng là duy trì đều đặn 4 đến 7 ngày trong tuần. À, về vấn đề sử dụng bia rượu thì có một câu chuyện rất là vui chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với các quý khán giả là khi mà chúng tôi đi làm cái dự án gọi là chương trình giáo dục sức khỏe tại cộng đồng ấy, chúng tôi tổ chức ở các cái dạp và hát mời người các các cụ các ông các bà và người dân của một số phường ở quanh cái nhà hát đó đến chia sẻ thế thì cũng có bác đứng lên đặt câu hỏi là bảo là chúng tôi thấy rằng là bia rượu có thể có tác dụng là điều trị huyết áp bởi vì khi mà chúng tôi uống bia uống rượu và chúng tôi thấy huyết áp là hạ tương đối đấy ạ. thì điều đấy có đúng không thì xin chia sẻ thật với các bác và các quý khán giả là điều đấy đúng đấy ạ. bởi vì các bác thấy là gì ạ khi mà chúng ta uống bia uống rượu là ai mặt cũng đỏ đúng không ạ mặt đỏ là gì ạ mặt đỏ là giãn mạch mà giãn mạch thì là sẽ giúp cho làm hạ huyết áp bởi huyết áp bản chất của nó là áp lực của máu ở trong lòng động mạch mà khi mạch mà máu nó giãn ra thì cái áp lực đấy nó sẽ giảm đi thôi ạ thế tuy nhiên đó thì không phải là cái biện pháp điều trị bệnh tăng huyết áp đâu ạ và một điểm nữa mà chúng tôi cũng xin phép nhấn mạnh là chúng tôi cũng không cấm người bệnh tăng huyết áp hay là người bệnh tim mạch là không được uống đồ uống có cồn tức là không được uống bia rượu thực ra cái đấy thì nó hơi cực đoan một chút có thể là chúng tôi chạy nhấn mạnh ở những bác mà có thói quen lạm dụng bia rượu thế còn thực ra trong cái hướng dẫn thì là nguyên văn là sẽ là sử dụng đồ uống có cồn hợp lý tức là đối với nam giới thì có thể dùng dưới hai cốc chuẩn một ngày và nữ giới thì dùng dưới một cốc chuẩn một ngày và với những người có trọng lượng cơ thể thấp thì cũng như tương tự như nữ giới vậy cốc chuẩn là cái gì ạ cốc chuẩn thì nó sẽ tương đương với một lon bia hoặc là một ly rượu vang ly rượu vang thì tương đối là to các quý khán giả cũng biết rồi hoặc là một chén rượu mạnh rượu chén hạt mít ạ thì như vậy là một người đàn ông thì một ngày có thể uống hai lon bia tối đa là hai lon bia uh, hoặc là uống hai ly rượu vang hoặc là một hai cái chén rượu hạt mít uh, rượu mạnh để có thể giúp là ăn uống ngon miệng uh, cải thiện tiêu hóa và nó cũng góp phần nào đó cải thiện được sức khỏe tim mạch đấy nó có thể làm giảm được 2 đến bốn mm chỉ ngân huyết áp tâm thu cơ mà, nhưng mà chúng tôi xin phép nhấn mạnh là chúng ta phải sử dụng một cách hợp lý à thì hôm cũng một cái điểm rất là vui nữa chúng tôi cũng xin phép chia sẻ là một bác khi mà tham gia cái buổi truyền uh, thông giáo sức khỏe tại cộng đồng thì đứng lên hỏi tiếp là bảo là các bác nghe cho phép chúng tôi uống bia rượu như này là rất tốt ạ thế nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi xin hỏi là liệu chúng tôi có thể trong cả tuần chúng tôi không uống thì cuối tuần nhà tôi có đám rỗ thì tôi có thể trong cả tuần tôi không uống xong rồi cuối tuần tôi tôi ngồi với cả các anh em tôi uống nhiều hơn hai cốc được không ạ có thể uống năm bảy cốc hoặc 10 cốc được không ạ thế thì cái đấy cũng không được khuyến cáo ạ chúng ta sẽ tính cái định lượng theo mức hàng ngày và chúng ta cố gắng là duy trì đều đặn thì tốt hơn là việc là chúng ta no dồn đói góp như vậy bởi vì no dồn đói góp như vậy thì cũng là không tốt À, về cái tình hình điều trị bệnh tăng huyết áp thì à, tiếp theo cái nghiên cứu mà chúng tôi đã giới thiệu với các quý khán giả ở trước thì các quý khán giả có thể thấy là gì ạ tăng huyết áp thì nó có rất nhiều những cái biểu hiện tức là nhiều người là biết bị tăng huyết áp nhưng mà không điều trị hoặc là nhiều người biết bị tăng huyết áp đã điều trị tăng huyết áp rồi nhưng mà quyển có kiểm soát được huyết áp hay không thì không biết hoặc là không kiểm soát được đấy thì đây là những cái con số được đưa ra trong vòng 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 ở các nước có thu nhập cao và các nước có thu nhập thấp và trung bình thì các quý khán giả có thể thấy là gì ạ? Về cái tỷ lệ biết mình bị tăng huyết áp ấy, thì cái ở các quốc gia phát triển đến năm 2010 thì đã 2 phần 3 người bệnh nhân bị tăng huyết áp là đã biết mình bị tăng huyết áp rồi trong khi chỉ có hơn 1 phần 3 người bệnh tăng huyết áp ở các nước có thu nhập thấp và trung bình biết mình bị tăng huyết áp thế như vậy là có một cái sự khác biệt rất là lớn tiếp theo nữa là cái tỷ lệ điều trị tăng huyết áp thì cũng như vậy hơn một nửa Uh, người bệnh uh, tăng huyết áp ở các nước có thu nhập cao thì đã được điều trị tăng huyết áp trong khi chưa đến 1 phần 3 số người bệnh tăng huyết áp ở các nước có thu nhập thấp trung bình và được mới được điều trị tăng huyết áp và đáng ngại nhất đó là cái tỷ lệ kiểm soát được huyết áp thì trong vòng 10 năm nếu như các nước có thu nhập cao đã có một cái sự cải thiện đáng kể từ 17,9% lên 28,4%, tức là cứ 10 người bị tăng huyết áp thì đã có khoảng 3 người được điều trị tăng huyết áp và kiểm soát tốt huyết áp rồi. Thì ngược lại ở những cái quốc gia có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam, sau 10 năm thì cái tỷ lệ mà kiểm soát được huyết áp không những không tăng lên mà lại đang có xu hướng giảm đi và cái tỷ lệ này là dưới 10%, tức là 10 bệnh 10 người dân bị tăng huyết áp ở các nước có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam thì chỉ có chưa đến một người được điều trị và kiểm soát tốt được huyết áp thì đây là một con số mà thực sự là đáng báo động không chỉ đối với hệ thống y tế lãnh đạo của ngành y tế các bác sĩ của chúng bác sĩ chúng tôi và đối với người dân cũng như vậy với các quý khán giả cũng như vậy khi mà chúng ta nhìn cái con số như vậy và đấy là cái con số mà nhìn rộng ở các toàn trên toàn thế giới thế còn tỷ lệ điều trị bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam thì thông qua những cái nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện trong giai đoạn từ 2002 đến 2012 thì cũng cho một cái tỷ lệ tương tự bây giờ cái tỷ lệ mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam là khoảng 25,1% cứ bốn người trên 25 tuổi đã có một người bị tăng huyết áp rồi nhưng mà chỉ có gần một nửa là biết mình bị tăng huyết áp chưa đến 1 phần 3 là được điều trị tăng huyết áp Và cái con số mà biết bị tăng huyết áp Được điều trị tăng huyết áp và có thể kiểm soát được huyết áp Cũng không hơn mấy so với các cái, cái con số tỷ lệ Ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình Là chỉ được có 10,7% Tức là cũng chỉ một người trong số 10 người bị tăng huyết áp Được điều trị tăng huyết áp và kiểm soát được huyết áp Thì đấy là những cái con số rất là nguy hiểm Bởi vì như những cái phần trước chúng tôi vừa chia sẻ Nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt huyết áp Thì chúng ta hoàn toàn có thể bị các cái biến chứng của tăng huyết áp đó chính là các bệnh lý tim mạch như là đột quỵ ở nhiều máu cơ tim đây là những cái con số diễn giải thông qua một cái nghiên cứu được thực hiện tại viện tim mạch Việt Nam từ năm 2008 nó thì chúng tôi chỉ xin phép được tóm tắt lại thôi là bây giờ ước tính ở Việt Nam có khoảng 11 triệu người bị tăng huyết áp và trong đó chỉ có chưa đến 2 triệu uh, chưa đến hơn một chỉ có hơn một triệu người là có điều trị tăng huyết áp và kiểm soát được huyết áp thì chúng ta vẫn còn khoảng gần 10 triệu người là có sức khỏe bị tăng huyết áp ảnh hưởng mà chưa hề được điều trị hoặc là đã được điều trị nhưng mà chưa kiểm soát được huyết áp đây là một cái con số được công bố chính thức trên website của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo cái điều tra STEP năm 2015 ở Việt Nam thì cái tỷ lệ tăng huyết áp của người trưởng thành Việt Nam tức là từ 18 đến 69 tuổi là 18,9%. Và À, chỉ có 13,6% bệnh nhân tăng huyết áp được báo cáo là được quản lý tại một cơ sở y tế thì chúng tôi xin phép được chia sẻ với các quý khán giả thế này ạ với những cái bệnh lý phổ biến như là tăng huyết áp ở Việt Nam ước tính là có đến 11 triệu người bị tăng huyết áp Thế thì nếu mà chỉ trông vào những cái cơ sở y tế chuyên sâu các bệnh viện có thể từ tuyến huyện à, tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương như là bệnh viện Bạch Mai thì nói thật là với các quý khán giả là làm sao mà có thể quản lý được hết 10 triệu, 11 triệu người bệnh tăng huyết áp này được đúng không ạ? Sẽ có cần bao nhiêu nhân lực y tế, bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa tim mạch để có thể có thể chuẩn đoán và điều trị tốt được cho các quý khán giả với 11 triệu người bị tăng huyết áp. Ạ. Nên là quan điểm của tổ chức y tế thế giới cũng như là đứng trên quan điểm về sức khỏe cộng đồng thì những cái bệnh lý tim bệnh lý phổ biến như là tăng huyết áp, chúng ta cần phải có một cách tiếp cận toàn dân và cần phải được quản lý tại y tế cơ sở để làm sao mà người dân có thể tiếp cận nhanh nhất đến vấn đề chuẩn đoán cũng như là điều trị tăng huyết áp. Thế còn nếu mà với cái tỷ lệ mà chỉ có 13,6% này là được quản lý tại một cơ sở y tế, vậy thì gần 90% bệnh nhân tăng huyết áp còn lại hoặc là sẽ không biết mình bị tăng huyết áp, hoặc là sẽ biết nhưng mà không điều trị, hoặc là điều trị nhưng không kiểm soát được huyết áp và gánh nặng bệnh tật sau đó các cái bệnh lý tim mạch như đột quỵ và nhồi máu cơ tim sau đó sẽ quay lại là gánh nặng đối với bản thân người bệnh, đối với gia đình người bệnh, đối với hệ thống y tế và đối với toàn xã hội thế thì uh, chúng tôi cũng là thành viên của dự án phòng chống uh, tăng huyết áp trước đây và bây giờ là dự án phòng chống bệnh tim mạch chúng tôi cũng đã có dịp là đi rất nhiều những cái vùng uh, địa phương khác nhau trên cả nước uh, đến những cái vùng uh, gọi là uh, đồng bằng uh, trung du như là bắc giang lên những cái vùng núi miền cao như là yên bái đi đến những miền duyên hải như là tỉnh bình định hay là vào uh, đồng bằng uh, sông cửu long ở tỉnh cần thơ hay là Hải Phòng, Quảng Ninh, Sài Gòn, chúng tôi cũng đã có dịp được đi nhiều và chúng tôi có thể đúc rút lại về cái thực tế kiểm soát tăng huyết áp trong cộng đồng là như sau. Thế thì vì là đa phần bệnh nhân tăng huyết áp là không có triệu chứng và có thể chưa có biến chứng, chính vì vậy là rất nhiều bác là không uống thuốc dù là biết mình đã bị tăng huyết áp. Điểm thứ hai là À, các bác uống thuốc nhưng mà không theo dõi huyết áp bởi vì thấy trong người bình thường nên là mình nghĩ là tôi không cần phải đo đâu thì dù các những cái trường hợp như vậy thì đôi khi dù các bác uống thuốc đều vẫn có thể bị các cái biến cố tim mạch vẫn có thể bị đột quỵ hoặc nhiều máu cơ tim đấy ạ à, điểm thứ ba là các bác uống thuốc nhưng mà bị các tác dụng phụ ví dụ như là có nhóm thuốc thì nó có thể gây ra ho khan có nhóm thuốc thì có thể gây ra phù có nhóm thuốc thì gây ra đau đầu khô miệng thì rõ ràng là đa phần là các bác khi mà bị phát hiện bị tăng huyết áp là điều khi đa phần là các bác không có triệu chứng. Thế bây giờ các bác uống thuốc huyết áp và các bác lại bị các tác dụng phụ này và các bác sẽ rất là dễ bỏ điều trị. Điểm thứ tư là à, trong tâm lý của người dân Việt Nam chúng tôi thấy là vẫn còn cái suy nghĩ là uống nhiều thuốc quá, uống lâu quá nên là sẽ có bị cái tâm lý ngại, không muốn uống kéo dài. Thứ hai là sợ là uống thuốc tây nhiều như thế thì liệu có hại gan hại thận hay không, rồi là quên à, vì vì ngày nào cũng phải uống mà nên là có thể ngày này uống rồi quên ngày kia hoặc là uống viên buổi sáng quên viên buổi chiều. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ tuân thủ điều trị đối với bệnh tăng huyết áp là vẫn còn tương đối thấp. Và rồi còn những cái vấn đề khác liên quan đến cái hệ thống tổ chức. Bởi vì chúng ta đã nói là để mà quản lý được 10 triệu người bệnh tăng huyết áp trên cả nước thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược quản lý và dự phòng bệnh không lây nhiễm. Chúng ta phải tổ chức một cái hệ thống quản lý bệnh ngay tại y tế cơ sở. Chứ chúng ta không thể trông vào những cái hệ thống y tế chuyên sâu để có thể quản lý một cái bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp được. rồi vấn đề thuốc điều trị cũng như vậy, à, chúng ta phải có những cái, những cái thuốc thiết yếu, những cái thuốc mà chi phí rất là hợp lý nhưng mà phải có hiệu quả điều trị tốt. đồng thời nữa là chúng ta phải nâng cao cái trình độ của nguồn nhân lực y tế để đảm bảo có thể quản lý và điều trị tốt cho người bệnh tăng huyết áp. vậy thì để kết luận à, cho cái bài chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay thì xin phép được nhấn mạnh với các quý khán giả một số những cái điểm sau thứ nhất là tăng huyết áp và bệnh tim mạch là nguyên nhân gây mắc bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam à, ở Việt Nam ước tính năm 2016 à, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong 31% số trường hợp với hơn 170 ca bệnh thứ hai là phần lớn các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch là có thể thay đổi và dự phòng được bằng việc thực hiện lối sống và chế độ dinh dưỡng tích cực như chúng tôi đã chia sẻ với các quý khán giả và điểm thứ ba là phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp và điều trị tích cực sẽ giúp dự phòng và giảm thiểu tối đa các biến chứng và tử vong xin trân trọng cảm ơn các quý khán giả đã lắng nghe